could be us. So back to what I was saying. Could be us. Vương Diễm gây bão với màn tái hiện tình Nhi Cách Cách ở tuổi 48. Sau 24 năm, Vương Diễm vẫn khiến người hâm mộ Hoàng Châu Cách Cách say đắm khi một lần nữa hóa thân vào vai diễn kinh điển tình Nhi Cách Cách ở tuổi 48. Dù lên sóng từ 24 năm trước, đến nay, Hoàng Châu Cách Cách vẫn là một trong những bộ phim cổ trang Trung Quốc được yêu thích nhất nhì tại đất nước tỷ dân và nhiều quốc gia châu Á, được xếp vào hàng kinh điển. Dàn diễn viên từ chính đến phụ đều để lại dấu ấn khó phai trong lòng người hâm mộ. Bên cạnh Tiểu Yến Tử của Triệu Vi, Hạ Tử Vi của Lâm Tâm Như, Kim Tỏa của Phạm Băng Băng, tình Nhi Cách Cách do Vương Diễm thủ vai khiến bao thế hệ người yêu Hoàng Châu Cách Cách nhớ mãi không quên. Mới đây, Vương Diễm khiến mạng xã hội Trung Quốc dậy sóng với màn tái hiện vai diễn giúp tên tuổi cô vụt sáng thành sao cách đây 24 năm. Theo đó, trong một video TikTok, nữ diễn viên 7X mặc lại trang phục, cũng như diễn tả lại cử chỉ, điệu bộ của tình Nhi Cách Cách năm xưa. Dù đã bước sang tuổi 48, Vương Diễm không thay đổi nhiều so với thuở đôi mươi, vẫn là nàng tình Nhi xinh đẹp, dịu dàng khiến người hâm mộ say đắm. Video Vương Diễm tái hiện và diễn tình Nhi Cách Cách gây bão mạng. Đoạn video được chia sẻ rầm rộ trên Weibo. Đông đảo dân mạng trầm trồ trước vẻ đẹp không tuổi của Vương Diễm, đồng thời bồi hồi nhớ lại những năm tháng cũ. Cô ấy vẫn là tình Nhi Cách Cách năm xưa. Chúng ta đều đã trưởng thành. Còn cô ấy vẫn như vậy, cứ như đang xuyên không vậy, Vương Diễm hóa thân thành tình Nhi Cách Cách. Một lần nữa đưa chúng ta trở lại những ngày mê mệt với Hoàng Châu Cách Cách, những thanh niên của những năm 90 sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Sau khi kết hôn với tỷ phú Vương Chí Tài ở đỉnh cao sự nghiệp, Vương Diễm gần như rút khỏi làng giải trí Hoa ngữ để chuyên tâm làm dâu hào môn. Tuy nhiên, những năm gần đây, người đẹp 7X bất ngờ tái xuất và hoạt động tích cực. Cô trở lại đóng phim cũng như liên tục tham gia các chương trình tạp kỹ, sự kiện giải trí. Hiện tại, Vương Diễm đang đóng vai phụ trong bộ phim Thượng Thực, có Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải đóng chính. Trong phim, cô vào vai cung nữ lớn tuổi hướng dẫn nữ chính khi cô mới nhập cung. Vương Diễm tái xuất showbiz trùng với thời điểm chồng cô vướng tin đồn vỡ nợ với số tiền gần 70 triệu tệ, 253 tỷ đồng, làm rộ lên không ít đồn đoán trong cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng cô vỡ mộng hào môn, giờ phải đai lưng kiếm tiền trả nợ cho chồng.